Đây. Mình rửa rồi xong rồi mình vò nó. Mình vò cái rau đây đi. Vò cái lá cho nó nát nát ra ha. Thì mình sẽ nấu nó rất là ngon. Cái này là rau đây. Ở chợ Phi là bán nhiều nhất. Phi là hay có rau này, nó có thường. Mình thích ăn cái gạch cua này. À, mình lấy cái này với xong rồi mình đập một cái trứng mình bỏ vô. Đập cái trứng mình bỏ vô. Đập cái trứng mình bỏ vô xong mình đánh đó. Mình quậy đều, mình đánh đều nó lên. Mình ra một cái nồi nấu canh cua. Mình sẽ để cái nước sôi, nấu nước sôi lên, nấu nước lên. Mình để nước cho nó sôi ha. Nó sôi riu riu thôi. Nó riu riu rồi mình bỏ cua xuống. Này nước nó chưa sôi. Đừng để nước sôi quá. Đấy. Nước sôi riu 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 thôi. Bắt đầu mình mới bỏ cái gạch cua này vô trong cái nồi. Bỏ vô. Cho một muỗng canh đây này, mình nấu này cái đùa đủ một tô canh thôi đó. Nước nó sôi rồi đó, là mình thấy nè cái gạch cua nè nó đóng váng lại với nhau đó. Cái này là nó sôi nhiều quá, để lửa nhỏ rồi đóng váng rồi ha, nó đóng là gạch cua rồi đó. Mình chỉ bỏ cái trứng vô thôi. Gạch cua nó lên rồi ha, mình sẽ bỏ rau vô, làm rất là nhẹ nhàng. Khi mình bỏ rau thì nước nó đỡ sôi rồi. Cua này nó bắt đầu nó bén lên rồi đó. Rồi khi mình bỏ rau rồi thì mình sẽ cho một xíu muối vô trong cái nồi canh rồi mình nêm nó. Vậy là xong nồi canh. Cái nồi này nó bự hơn chút. Đó. Đó. Nước nó sôi, mình để chế độ lửa lô ha. Để cho nó chín cái rau chút xíu, cho xíu muối vô rồi là nếu ai muốn ăn có vị ngọt kiểu miền Nam á, thì mình cho chừng hai cục đường nhỏ xíu thôi. Đường phèn á.